À, chào các bác nhá, chào anh em. À, cái tổ ong hôm trước mà tôi quay ấy, tổ ong ở trên cái cây bạch đàn to này, thì anh em đang tiến hành chuẩn bị dụng cụ để đánh tổ ong này nhá. À, cậu em nhà mình sẽ mặc cái bộ quần áo bảo hộ này bằng vải bò cao cấp nhất nhá, rồi áp dụng thêm cái bộ dụng cụ trèo cây này, bộ trèo cây này, chuẩn bị dao cắt bánh mật, dao cắt bánh mật nhá, xô đựng bánh mật này. Thế rồi tôi ở dưới tôi sẽ mặc cái áo chống ong đốt mà loại ong mật đấy nhá. Thế còn phía dưới thì tôi sẽ mặc cái bộ này, là bộ quần áo mà đi lội nước ấy, nó vừa kín đáo, phần trên thì sẽ là áo ong mật. Đây, chuẩn bị thang đây rồi nhá, thang rồi. Đây là ong khoái nhá các bác nhá. Ong khoái thì mình sẽ cắt lên bánh mật và mình cắt ít thôi, để lại một phần thì nó sẽ làm tiếp. Thì giờ anh em đang chuẩn bị cả một cái bình phun khói nữa. Cả bình phun khói đã chuẩn bị sẵn sàng đây rồi. À, mình lên trên, mình sẽ phun khói vào cho nó để cho nó giạt ra một chút, sau đó mình sẽ cắt bánh mật và mình sẽ thả nó xuống nhá, thả nó xuống. À, đây là ở chỗ nhà dân nhá, thì bắt nó phải là rất là an toàn để cho đảm bảo an toàn cho mọi người. Đây tổ ong thì là đây này. À, cái giải đen này này các bác nhá. Đây tổ ong nguyên là cái giải đen này. À, nhá. Đây nguyên tổ ong cái đen này nhá. À. À, được chưa em? Cầm cái chéo cây chưa? Cầm nó để phong ạ. À, chuẩn bị xuất phát các bác nhá. À, xuất phát rồi. Đây cậu em và tôi đang đang trèo cây đây, đang lên cây. À. Tôi đang ở dưới phụ mấy việc vặt nhé. Em ấy móc một chèo cây mới chưa? Không cần à? Có dây chèo không? Đang tiến hành đánh tổ ong khoái các bác nhá. Đây. À, cậu em tôi đang trèo đây. Đang trèo, đang dùng bộ quần áo bắt ong vải bò nhá. Đây còn đây tổ đây nhá. Tổ phía trên này. Tổ này rất là cao ạ. Đây này, tổ đây các bác này. Đây tổ đây này. Dạ. Anh cứ cầm ra đây đi anh. Anh cầm ra gốc ấy. Từ từ để thật nó trèo lên trên. Trèo lên trên cho nó thả xuống. Cái này nó rất là cao các bác ạ. Thank you.
Cây này khá cao các bác ạ. Đây các bác thấy không? Con này chắc căng mật lắm đây này. À đây các bác nhá. À, thợ bắt ong, thợ bắt ong nghiệp dư đã lên tới nơi rồi. Đây đây gần tổ này. Đang trong quá trình thao tác. À, buộc xô này. Cố định vị trí này. Và xịt khói nhá. Em buộc chắc cái xô này. Xong bỏ bình khói ra phun. Tổ to này phải có mặt chứ anh. Đây các bác thấy tổ to cực kỳ luôn. Đây này là bạn đang tìm vị trí để buộc chắc cái xô này. Để vị trí buộc chắc cái xô này. Làm sao cách cái miệng lên còn thả bánh mật vào đấy chứ. Ui chà chà các bác quan sát kỹ này. Quân nó đang đảo xung quanh này. Ra khói chưa? Rồi bây giờ cậu đang xịt khói nhá. Nó xuống cho anh rồi. Chui vào mũ thôi. Nó lao vào mặt tôi rồi các bác ơi. Tôi phải kéo cái mũ này. Tôi để máy quay đây chút này để tôi kéo cái khóa mũ vào, không phải nó tiêu chết tôi luôn đấy. Các bác nhá. Đây, đợi tôi một chút. Tôi đứng ở dưới, tôi thao tác, tôi đang quay. Nó bắt đầu nó tràn ở dưới đấy. Rồi tôi kéo được khóa an toàn cho tôi rồi. Có nhiều khói không? Đây các bác quan sát này. Đấy các bác thấy không? Cái phần trắng dưới này. Phần trắng dưới này là ong nó đã bị ngửi được khói và nó giạt ra nhá. Đấy nó giạt ra nó hở bánh tổ ấy. Đấy các bác thấy không? Rồi, khói vào bao nhiêu là quân ra bấy nhiêu. Đây khói vào quân. Tất cả cái đèn thu đấy toàn là quân hết đấy. Đấy đèn thu toàn là quân này. Rồi, đây là dùng bình xịt khói nhá, bình xịt khói chống ong đốt của xốp Tân Ánh. À, cực kỳ hiệu quả luôn. Đây là cái ong này là ong khoái, mình thổi khói để nó đi xong mình cắt bánh mật. Xong mình để lại một chút bánh mật nữa thì nó sẽ làm lại nhá. Con ong này thì chúng ta sẽ không bắt quân, không bắt quân. À, bắt quân ngâm rượu cũng được nhưng mà mình không bắt nhá. Đấy để quân để cho nó làm lại tiếp. Đây các bác thấy không? À, đây nguyên cái bánh mật trắng tinh này. Đây ong quân là ngửi mùi khói này đấy, ngửi khói là giạt ra đấy. Tôi đang đứng ở dưới gốc cây, nó đang theo tiếng động nó xuống đến đầu tôi rồi đây này. Nè ve. Khắp đầu luôn.
Đây, xung quanh cây này. Đây này, ong nó vỡ rồi đấy, bắt đầu xuống dưới này. Anh ơi, bảo mọi người xa ra đi đâu, xuống dưới vỡ nhiều đấy nhá. Bảo mọi người về hết dưới cái đi. Đây, các bác thấy nhá. Đấy, đang đuổi con đi bánh mật này. Bánh mật trắng tinh này. Nó vo ve quanh người tôi rất nhiều rồi này. À. Rồi, cắt bánh mật đi em, Quân đi vãn hết chưa? Đuổi Quân nữa đi. Em cắt đi, em để lại mấy ít nhá. Để lại sát cây nhá. Giữ chắc cây xô buộc dây này. Đây các bác thấy nhá. Bắt đầu bắt cắt bánh mật này. Tôi quay từ nãy giờ rất là mỏi tay rồi. Ông nó bắt đầu xuống dưới tấn công tôi rồi này. Rồi, miếng bánh mật đầu tiên đã được cắt xuống. Rồi, vào trong xô rồi nhá. Một miếng bánh mật đầu tiên đã vào trong xô rồi các bác nhá. Nhiều lắm anh ơi. Anh ở đây lúc nào thả xuống thì ra đấy. À, bây giờ đang buổi chiều tối, là hình ảnh nó không được sắc nét lắm, các bác gắng theo dõi và quan sát nhá. Đây cái phần Quân đen nó lại bu lại rồi. Dùng mình xịt khói thổi ra nó trắng tinh luôn. À. Tổ ong này không biết được bao nhiêu mật đây, rất là to đấy các bác ạ. Mới đầu đuổi Quân đi hết rồi nhá, giờ này bu lại phần đen trên kìa. À, sau cậu sẽ lại lấy bình xịt khói và xua Quân đi tiếp. À. Đây là cậu em đang ở trên cây, dùng bộ quần áo bằng vải bò, quần áo cao cấp nhất hiện nay, kín đáo, an toàn, trèo cây rất là tốt. Các bác thấy là cái cây này nó cao tới 15-20 mét mà vẫn còn thao tác nên trèo được nhá. Được chưa, thả xuống chưa? Thế cái cắt đi, xuống đi. Ờ, đây rồi, xuống đi. Anh lấy cái xô nữa đi. Đây, xô luôn này em. Đây, mới hết một nửa các bác này. Ông vẫn về liên tục luôn, vẫn là rất là nhiều. Đây, lính nó về đấy. Ông Quân nó bàn thêm kìa. Nó lại màu đen kịt rồi. Em xác định được cái bầu mật ở chỗ nào không? Đứng vô chắc chắn nhá. Rồi nếu mình khói đuổi Quân đi nữa mới bớt nữa đi.
Rồi tiếp tục cậu lại quân nó lại tràn vào rất là nhiều rồi. Giờ lại dùng bình khói đuổi bớt quân đi nhá. Đấy, đang xịt khói này. Xịt đến đâu là quân nó sẽ dạt ra đến đấy. Đấy, các bác quan sát thấy nhiều không? Ôi trời trời. Đấy, nó ngửi mùi khói nó sẽ ra bay hết. Đấy, còn cái bánh mật trắng hở ra kìa. Đấy. Anh đem ra đây đi anh ơi. Ui chà chà, quân nó vỡ. Quá trời luôn rồi. Thôi rồi, thả sâu xuống đi em ơi. Từ từ, nó chưa thả xuống đâu anh. Nhiều lắm. Anh mặc kín chưa? Nó mù đầy mặt em rồi. Qua làm sao được. Đây cậu này, cậu cố cắt nốt mấy miếng bánh mật nữa. Đây cái miếng to nhất này này. À. Rồi các bác thấy không? Quá tuyệt vời luôn. Đánh tổ ong này khá to đấy. Thả to các bác nha. Thả xuống đi em ơi. Rồi cầm chắc chắn và thả xuống đi. Thì có một xô nữa đây rồi. Rồi, thả một xô bánh mật đầu tiên xuống nhá. Ở trên đấy còn nhiều nữa không? Vừa nãy toàn trọng à? Chắc là có chút ít ở trên là mật. Rồi, tôi sẽ đến gần. Đến gần gốc. Đến gần gốc. Thả ra không đây? Cạn cạn đó. Đây các bác nhá. À, anh buộc dây sang cả dao sang, bỏ dao lại sang bên. Bỏ dao sang sông bên và bỏ cái dây buộc cho nó sang sông bên nhá. Đây. Cái này tôi thả xé cái này, buộc gì phải dây gì. Tút dao, tút dao. Rồi lên đây. Kéo lên đây, kéo từ từ không nó lật dao rơi nhá. Kéo đây, kéo đây. Đây anh em ở dưới gốc thì... Kéo chưa? Thôi cứ để đây. Anh xách cái thôi ra đi. Anh em ở dưới thì trang bị cái bộ bằng bạt cói. Bạt cói màu xanh này. Cũng rất là kín đáo, rất là an toàn nhá. Rồi. Xách ra ngoài đi. Xách ra ngoài, xách ra ngoài. Đây chủ yếu là nhộng anh ạ. Bánh mật vẫn ở trên kia. Rồi, thành phẩm đây các bác. Đây. Nha. Nó mật lắm. Hả? Nó mật lắm. Thật tôi không biết đâu mà. À, đây này biết nắp thì là nhộng. Mật cái này. Thì biết rồi, nhưng mà cái bít nắp này là nhộng rồi, nhưng mà cái nỗ này là cái nỗ nó mới nở nhỉ, nỗ rỗng là mới nở. Đây nỗ rỗng này là không có gì. Nỗ rỗng nó không có gì. Bên này này, bên này mặt này. Nhưng mà đây là phần nhộng, phần bánh mật đặt ở trên kia cơ. Chưa cắt.
Phần mít lát này nhọng này, mấy ong non này. Thế đây là cái bánh nó vừa mới nó nở ra trống này, đúng không? Thế bên này nào? Đây nó cũng mới nở. Gì phải định liếm đâu liếm được. Ơi. Cái này giờ phải bỏ đi đâu không xuống vào đỗ đầy vào đây. Cái này từ từ xuống cho lấy khói nó thịt. Đây đây này. Tất cả này. Anh Toàn Tân Trung. Ông bấm lên lại bấm xuống. Có một trường. Đấy. Rồi. Đây là chủ yếu cái phần nhọng các bác nhé. Chủ yếu phần nhọng này. Lên chưa? Ăn lên rồi. Còn phần bánh mật ở phía trên ấy. Ông này là ông khoái này. Con này bình thường làm sao mà